Xin chào tất cả các bạn nhé Như các bạn đã biết thì uh, thời gian gần đây thì đại dịch Covid nó đã bùng nổ ở Việt Nam. Thì do đó, cái việc mà đề phòng, phòng tránh dịch Covid nhiễm vào cơ thể mình và lây cho người khác rất là quan trọng. Cho nên mình hôm nay mình chia sẻ với bạn cái cách để các bạn có thể phòng ngừa uh, dịch Covid nó hiệu quả hơn các bạn. Thì cái việc được đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài. Hạn chế ra ngoài là ok, nhưng mà việc đeo khẩu trang nó vẫn không ok các bạn. Không thể nào tự tin trong việc đeo khẩu trang được bởi vì á, khi đeo khẩu trang thế này viền xung quanh này nó sẽ kín nhưng cái phần trên này các bạn phần trên này nó sẽ hở đó thì khi mà mình thở bình thường thì luồng không khí nó sẽ hút ở trên này và như vậy à, virus corona nó vẫn có thể xâm nhập vào và trong khẩu trang này cho nên khi đi về mình sẽ còn một có một bước nó hiệu quả hơn mà nếu các bạn áp dụng thì cái khả năng mà lừa ngừa được covid nó sẽ hiệu quả hơn các bạn đây là cách của mình mình chia sẻ các bạn là khi mỗi khi đi về các bạn thì mình sẽ dùng nước súc miệng Listerine hoặc là các bạn có thể sử dụng tất cả các loại nước súc miệng khác các bạn và các bạn sẽ súc miệng đồng thời các bạn cố gắng làm sao cho cái nước súc miệng này nó vào trong sâu trong hồn cổ càng sâu càng tốt và giữ được càng thời gian càng lâu càng tốt các bạn và sau khi súc xong các bạn sẽ không có Súc nước mà các bạn để như vậy và làm như vậy khoảng tầm 2 lần cách nhau khoảng tầm 5 10 phút thì hiệu quả rất là cao bởi vì cái nước này nó sát khuẩn rất là tốt như các bạn đã biết thì Covid nó sẽ bị chết trong nước xe bông rửa tay ha thì cái này nó cũng có khả năng sát khuẩn rất là cao đó nếu mà các bạn làm như thế này nó sẽ không hiệu quả thì nếu các bạn chỉ xúc bình thường như thế này là sẽ không hiệu quả các bạn còn các bạn phải khò để cho nước nó vào trong sâu thì nó sẽ hiệu quả rất là cao thì mình hy vọng uh, chia sẻ này sẽ hữu ích cho mọi người để các bạn có thể uh, tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho mọi người xung quanh bởi vì nếu mà bị bệnh thì các bạn biết đấy rất nhiều rắc rối ha rồi các bạn thấy clip hay thì like và chia sẻ với bạn bè các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo chào các bạn